Phật Pháp ứng dụng. Vầng thái dương không như mẹ hiền, trăng rằm dịu mát. Người là ngọn núi cao đứng che bão bùng cho rừng mãi xanh. Tình người thật lớn lao, lấy chi đo lường lòng cha kính. Mặt người giá băng tràn chứa yêu thương, cha muốn cho con nên người mà nghiêm khắc hơn mẹ yêu. Cha giữ cho con cuộc đời đừng lạc bước chân trong màn đêm. Người vui lúc con thơ ngoan hiền, người thương lúc con thơ học hành. Tình cha mấy ai nào biết đâu. Từng ngày lặng lẽ qua, biết bao êm đềm bên tình của cha. Lòng bùi ngùi xót xa, nhớ xưa dại khờ vô tình lãng quên. Người vì hạnh phúc con đắng cay muôn phần, chẳng than oán chi, trọn đời nhớ ơn. Chắp tay lạy người, cha kính yêu ơi. Giờ đây, chúng con xin trân trọng kính mời Thầy Đại Đức Thích An Bình lên phát biểu khai mạc chương trình văn nghệ tối hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Thượng Chánh Tăng, kính thưa quý nam nữ Phật tử cũng như thiện nam tín nữ hiện diện trong buổi chân ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hàng năm mỗi khi đến vào đầu tháng 7 là chúng ta lại tưởng nhớ đến những công ơn sanh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, những người đã dày công dưỡng dục cho chúng ta nên người. Thì nhân ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2559, dương lịch 2015, năm nay tại tu viện Tường Vân, ban tổ chức cũng đã mời các anh em văn nghệ sĩ của đoàn nghệ sĩ Thanh Nga để trở về đây để phục vụ cho quý Phật tử cũng như thiên nam tín nữ chúng ta đến đây với chủ đề là gọi cải lương Thái tử Xà Thế. Và giờ đây thay mặt ban tổ chức, trước hết xin được gửi lời trân trọng cũng như cảm ơn quý nam nữ Phật tử đã về đây tham dự rất là đông như thế này. Và trước khi dứt lời, không gì hơn là chúng tôi xin gửi lời cảm ơn cũng như xin kính chúc quý Phật tử hưởng một mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Và giờ đây thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố khai mạc. Kính ngưỡng bạch Thượng Tọa trụ trì tu viện Tường Vân, kính ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Thiền Đức Ni cùng quý thiện hữu tri thức đang hiện diện trong đêm văn nghệ cúng dường đại lễ Vu Lan hôm nay. Kính thưa quý vị, hòa với không khí thanh tịnh trang nghiêm trong mùa kiết hạ an cư của Chư Thiền Đức Tăng Ni cũng như tháng 7 Vu Lan dành cho những người con báo hiếu theo lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, được sự hoan hỷ cho phép của Thượng Tọa trụ trì cũng như sự đồng thuận của quý chư tăng tu viện Tường Vân, đoàn cải lương Thanh Nga trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng biểu diễn một suất hát phục vụ quý vị với vở cải lương Thái tử A Xà Thế. Giờ đây vở cải lương Thái tử A Xà Thế xin được phép bắt đầu biểu diễn. Về gọi bằng tăng đó. Sao thầy biết ta là Dương Tử? Cả cái đất nước Ma Kiệt Đà này có ai không biết Dương Tử là con của Đức Vua Tần Bà Sa La? Đúng đó, tên ta là A Xà Thế. Còn thầy là ai, thuộc tăng đoàn nào mà lúc nãy giữa chỗ đông người thầy phô diễn thần thông đến cả ta mà cũng phải ngầm thán phục? Chỉ làm vài trò chơi nhỏ mọn thôi, có gì đâu khiến cho Dương Tử phải để ý lưu tâm. Ồ. Chỉ vài trò nhỏ mọn mà ta chưa một lần thấy ai làm được như vậy. Chính ta đã tận mắt thấy thầy đây. Miệng lẩm nhẩm vài tiếng, sau đó bảo rằng hô biến, tức thì thân thầy quá thành con voi, hết voi lại hóa ra con gà, làm cho mọi người đều vỗ tay khen. Nên ta chạy theo thầy
để làm quen. Ngoài việc biên hóa ra mừng tan còn thấy xa hiểu rộng mà biết tâm của mọi người đoán được vị lai. Đứng trước ai bần tăng không thể nhìn lầm. À, xem chừng như Dương Tử đây sớm làm vua nước Ma Kiệt Đà. Nhưng hiện ta còn có vua cha. Điều ấy đâu phải là một trở ngại. Nếu Dương Tử trong lòng muốn được làm vua. Quả thầy đúng là một cao tăng nên mới thấu hiểu được lòng ta. Phải chăng thầy là môn đệ của Đức Thế Tôn? Ồ, Dương Tử nhận xét không sai. Nhưng hiện giờ giáo pháp của Thế Tôn đã trở thành hữu lậu rồi. Giáo pháp ấy không thể tiêu diệt được phiền não. Bằng tăng hết sức dùng lời khuyên bảo nhưng ông ấy vẫn không có ý sửa đổi. Vì vậy ta có ý định rời khỏi tăng đoàn. Vậy mà ta không biết tại sao phụ vương ta thì rất kính nể người ấy. Có thể vì danh tiếng của cá nhân Thế Tôn quá lớn nên khiến cho nhiều người mù quáng tôn sùng. Dương Tử, người phải có hướng đi riêng của mình. Người phải lập tức làm vua, đừng để chậm một giây. Là vua người mới cứu được gian sang này. Mà không, do phụ vương của ngài mù quáng, nghe theo giáo lý của Thế Tôn, một giáo lý đầu độc trí khôn. Rốt cuộc rồi đắc lợi chính là ngư ông. Quyền hành tài lộc thuộc về Thế Tôn. Muốn được làm vua ta phải làm gì để phụ hoàng đồng ý truyền ngôi? Xin phụ vương của ngài lên ngôi kế vị, việc ấy chắc chắn là không được rồi. Nhưng trong binh pháp có câu: mạnh dùng sức, yếu dùng trước. Dương Tử phải làm như vậy. Hay, hay lắm. Chỉ có cái tướng như vậy vua cha mới chịu giao đấu cùng ta. A Xa Thế này xin bái phục, bái phục. Kể từ đây hòa thượng đích thực là thầy của Tấn Dương A Xa Thế này. Thái tử, xin người đừng dội tin. Miyata, hỡi người vợ yêu quý, nàng sắp là hoàng hậu đất nước Ma Kiệt Đà rồi, nàng có biết không? Buổi gặp gỡ hôm nay bệ nhi cũng đủ lắm rồi. Bần tăng xin cáo biệt thầy. Hằng ngày bần tăng thường đi khất thực trong thành Dương Xá này, cần gì Dương Tử cho hầu cận báo tin, bần tăng sẽ đến ngay. Tạm biệt. Nàng hỏi làm gì cái chuyện ấy? Thời gian sẽ trở thành vô nghĩa nếu hai tâm hồn đã hòa hợp cùng nhau. Có nghĩa là khi tâm hồn đã hòa hợp thì không cần có thời gian để tìm hiểu. Thái tử đừng vội tin vào cái tâm vọng tưởng điên đảo của mình. Tâm. Nàng cũng như phụ vương và mẫu hậu của ta đã bị ông Cù Đàm ấy đầu độc mất rồi. Tâm là cái gì? Nó ở đâu? Nàng thử chỉ ta xem. Tâm như gió, như hơi, gió không thấy, hơi không nhìn được. Nhưng thái tử hãy trả lời cho thiếp nghe, có người có gió hay không? Tâm cũng vậy, không thể chỉ bài. Nhưng khi biết có buồn vui, có hờn giận ghét thương, thì đó chính là do tâm biểu hiện. Tâm của mỗi người có hai thứ, tâm vọng, tâm chân, nên tìm hiểu thiệt hơn. Tâm thế nào là chân, còn ra sao là vọng? Nàng muốn ám chỉ gì đây? Hãy nói rõ cho ta nghe. Thiếp với chàng nên nghĩa phu thi, đã có thời gian dài chăn gối bên nhau, nhưng hiểu nhau từ
Tần Tần vẫn chưa hiểu được, còn lão tăng ấy là ai? Lần đầu tiên gặp mặt sao chàng tin vui? Còn nàng đã biết gì về thầy ta chưa mà lại lắm lời cùng chồng khuyên bảo chứ? Do nhiều lần cùng phụ dương và mẫu hậu đến giường cấp cô độc, nghe Thế Tôn giảng dạy về giáo lý Phật Đà, thiếp biết được tên của thầy ấy là Đề Bà Đạt Đa. Ừ, chính thầy ấy cũng đã thật lòng nói với ta như vậy. Nhưng có một điều thiếp chắc rằng thầy ta chưa nói. Điều gì? Thầy ấy đòi Thế Tôn phải truyền y bát để thầy ta lên thay Thế Tôn hướng dẫn tăng đoàn Hoằng Dương thuyết pháp. Trong khi đối với hai học trò ưu tú của Thế Tôn là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, về phẩm hạnh thầy ta chưa thể sánh bằng. Không được như ý, thầy ấy đã rời khỏi tăng đoàn, mang theo lòng căm phẫn. Vì chưa một lần gặp mặt Thế Tôn nên ta chưa biết ông ấy tài giỏi như thế nào. Còn Đề Bà Đạt Đa thì ta đã thấy rồi, thần thông quảng đại, pháp thuật cao cường. A Xà Thế, chàng hãy nghe thiếp nói. Đức Thế Tôn dạy rằng pháp thuật chỉ là trò huyễn hóa, còn thần thông chính là mắt thấy sắc không lụy gì sắc, tai nghe tiếng không gì tiếng phải đam mê, mùi người mùi hương, hương không làm mình say đắm, lưỡi nếm vị ngọt ngào hay cay. Chàm y vẫn hành, nhưng lưỡi và thân y vẫn an nhiên. Đừng tìm lời nhũ khuyên, giáo lý Thế Tôn thật khó nghe và trái ngược vô cùng. Đã mong lòng ta đã quyết, phụ sư phụ tùy sao trước ngàn phải ghi tâm. Thái tử ơi, xuất gia tòng phu xưa nay tiếp luôn tròn đạo, với mẹ cha luôn gìn hiếu thảo, phận gái nào dám quên câu tư đức tâm tùng. Sống nguyện bên nhau chết được chung cùng, nhưng vừa rồi trộm nghe điềm gỡ, thiếp không thể nào lặng tiếng im hơi. Ta khuyên nàng hãy để tâm trí thảnh thơi, chờ giây phút lớn ngôi chánh hầu. Thiếp có ham đâu ngựa xe vòng lòng, chỉ muốn cho chồng hiểu trung vẹn vẹn. Miyata, bao năm trời ta luôn giữ gìn trung hiếu, nhưng phụ vương người hầu như thiếu thương yêu. Ta ước mơ lên ngôi kế vị sớm chiều, vậy mà cha ngoảnh mặt lòng không siêu không sót. Thái tử vàng ơi, trị nước an dân
bình thiên hạ. Nào phải đâu chuyện dễ trong đời, khiến tôi dễ như người quán đất thay trời. Đất chỉ chở, trời chỉ che cho vua hiền chúa thanh. Tránh qua được nào khi là đấng hôn quân. À, Xà Thế này võ nghệ siêu quần, nên trời kia phải che, đất này phải chở. Kiếp nhân sinh đến khi tàn hơi thở, mới biết mình đất trời có che chở hay không. Ồ, đây rồi, Dương Nhi của ta đây rồi hậu ơi. À, Xà Thế, cô của mẹ. Mẹ lo cho thái tử ham chơi bỏ học hành, nên mới bảo con đi tìm nó. Vậy mà đã gặp nó rồi, con không trở về báo tin cho mẹ hay? Dạ thưa mẫu hậu, ta con sẽ thay nàng thưa lại mọi việc với phụ vương và mẫu hậu. Nàng hãy về Tư Dinh ngơi nghỉ đi. À Xà Thế, tiếp xin chàng. Sao mà lắm lời như vậy? Đi đi. Dạ. Con xin phép phụ hoàng và mẫu hậu. Có chuyện gì vậy Hoàng Nhi? Chuyện mà cách đây không lâu, chính phụ vương đã hứa với con. Bệ hạ, bệ hạ đổ này thật là lẩm cẩm làm sao á. Hứa gì với con mà lại quên, để cho A Xà Thế phải châu mày nhăn mặt. À, phụ vương nhớ rồi, phụ vương đã hứa khi có ngày nào đánh giết Kiều Ca, quân hầu sẵn sàng con tuấn mà, phụ vương sẽ đưa con đến gặp ngài. Ngài là Đức Thế Tôn, trời người đều yêu kính. Có phải vậy không Dương Nhi? Phụ vương chỉ có nhớ đến Thế Tôn thôi, đến đâu còn nhớ việc gì khác nữa. Con thật vô phước ba phần, vì cha có bao giờ nghĩ thương. Cha không nhớ mình đã hứa với con những gì rồi. Con đừng giận hờn phụ vương, bởi người phải lo mọi việc trong ngoài. Phải đó con, là vua trăm họ đang chờ, ngoài cõi bờ không bị xâm lăng, trong mưa thuận gió êm. Phụ vương con lao nhọc đã nhiều, vậy con cũng cần để gia thương yêu. Nếu bảo rằng làm vua phải chịu nhiều gian khổ lắm nhọc nhằn, vì nay con muốn thay cha lãnh lấy những nhọc nhằn gian khổ ấy. Cha nghĩ thế nào thưa phụ vương? À, thì ra là vậy. Con muốn làm vua. Có lần cha đã hứa với con việc ấy, tiếc rằng phụ vương đã quên, nay con chỉ nhắc lại thế thôi. Chẳng lẽ có mọi việc ấy mà con lại hàng học với cha? Khi còn là con đang cần ở cha nhiều việc, ở mẹ trăm điều. Vậy mà Dương Nhi còn hành động như vậy, nếu đã là vua thì sự thể sẽ ra sao? Cha rất thất vọng về con. Dương Nhi, con hãy nhìn cha con đi, nhìn cho thật kỹ, để con nhận ra rằng hơi cha con đã mòn, sức cha con đã mỏi, tóc đã hai màu và dần trắng đã nhăn. Mà gánh gian sáng còn lắm nặng quăng,
lặng nhìn người, bỗng thấy thương chồng biết bao nhiêu. Thôi đi, mẹ đừng khơi lên tình thâm huyết nhục, đừng tô vẽ trong lòng con những hình ảnh đỏ như son. Vì gánh nặng gian sang hay vì còn ham mê chức vị, nên phụ vương đã quên đi rằng mình sắp về cõi âm ti. Trời ơi, ai xui con tôi thay giả đổi lòng, ai dạy nó nói những lời đắng cay, thật tức lâu mới biết đêm dài nuôi con cho đến ngày hôm nay, mới biết rằng con không là trái ngọt, phải chăng nghiệp chướng quan thiên nay đã hiển về. Ôi khỏi thế gian sao lắm chuyện nào nề, càng thấy càng chán chê. Thế nào, phụ vương có chịu nhường ngôi cho con không thì nói, chứ đừng than vãn nữa, mệt lắm. Lên làm vua thì dễ, nhưng giữ được ngôi vua không dễ chút nào. À, Xà Thế này sức mạnh trí cao, thử hỏi làm sao có kẻ nào dám tranh ngôi vị. Sức mạnh trí cao từ thời Vô Thị đến bây giờ lý ấy vẫn suy tôn, nhưng hữu tài vô đức như có xác không hồn. Gương nhân thế đã dạy khôn cho mẹ. Nghe thì hay, nhưng toàn lời lẽ từ giáo điều của kẻ xuất gia. Đức ở đâu? Phụ vương thử đem ra đấu với con vài hiệp, xem trẻ với già ai là người thắng cuộc. Nếu con quả là đáng thao lược, thì sao trận đỏ sức này con được lên ngôi? Mời phụ vương. À, Xà Thế, con định giết cha con sao? Hậu đừng lo, nếu con ta quả đáng bậc anh hào, thì ta xin nhường ngôi cho nó. Mời phụ vương. Nào, con có xứng đáng lên ngôi kế vị phụ vương không? Với võ nghệ tuyệt luân này, hoàng nhi của cha nếu có hiểu biết thêm về Phật pháp, cha tin con của cha sẽ là một vị vua anh minh lỗi lạc sau này. Thôi được, con đã muốn làm vua thì cha sẽ nhường cho con ngôi vua ấy. Cha cũng đã già rồi nên cũng thấy cần để con thay. Vậy ngày mai cha sẽ báo lại với triều thần làm lễ đăng quang cho con trẻ. Có thể chứ? Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá dễ thành
kỳ thủ viên trung, tỳ kheo đại chúng hội cùng, hiếu ân Phật dạy phục tùng lắng nghe. Này các tỳ kheo cùng đại chúng, đất trên đầu ngón tay ta nhiều, hay đất trên quả địa cầu này nhiều? Bạch Đức Thế Tôn, đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít. Cũng vậy, này chư vị, những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít như đất trên đầu ngón tay của ta, còn những chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất trên địa cầu. Này các tỳ kheo cùng đại chúng, ta nói có hai hạng người không thể trả ơn được, đó là cha và mẹ. Ví có người ơn sâu dốc trả, cõng mẹ cha tất cả hai vai, giáp dòng hòn núi Tu Di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Ví có người vì ơn dưỡng dục, tự treo mình cúng Phật thế đèn, cứ treo như vậy cả đời, đến trăm ngàn kiếp hiếu thời chưa xong. Vậy mà có lắm kẻ ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Các tỳ kheo và đại chúng nghe đây, ơn mẹ cha có mười điều cao như núi, rộng như biển cả mênh mông. Nhất là khi mẹ mang thai bào, hình dốc héo xào, ăn uống phải cử kiêng, lúc nằm khi đứng đi mẹ cũng giữ cho thân thể nhẹ nhàng, phấn son trang điểm không màng, diện mạo rõ vàng kim si. Ơn thứ hai tới kỳ khai qua, phải một phen kinh sợ hai hùng, hài nhi bốn đạp trời, là mẹ vô cùng đau đớn. Cảnh huống này kể sao cho xiết, dầm về tinh quyết lúc sáng sinh, mặc cho thân mẹ thảm thế, miệng con được mỗi bề vẹn nguyên. Ơn thứ ba mẹ rất hân hoan, khi ra khỏi lòng con chào đời xuống xe, quên lúc cứ mang tâm hồn an nhẹ, mẹ như ai tặng bạc cho phần trẻ không ngày nào lơi, miễn cho con được thời mạnh khỏe, luôn ăn chơi là mẹ vui lòng. Dù cho gặp lúc mặn nồng, phận làm cha mẹ chẳng hồng thở than. Cha thời sớm tối gian nan, gánh gồng việc khó sức tàn nuôi con. Ơn thứ năm lại còn khi ngủ khô bằng con chỗ ước nghe mẹ nằm,
ơn thứ sáu suối nước nhai cơm miệng con nó ấm như gớm ghê đâu màng. Ơn thứ bảy không chê ô quê giặt đồ dơ của trẻ không kiêng. Ơn thứ tám chẳng nợ vui riêng nếu con đi vắng ngoài nhiên cha mẹ chờ. Trong con từng phút từng giờ miễn là thấy mặt con thơ cha mẹ mừng. Mẹ cha tình tháng tính ngày lại thêm nỗi đắng nỗi cay đau cha khổ mẹ cây tài con ơn. Ơn thứ chính kể ra thảm thiết vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành hoặc là phạm tội sát sanh hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sao. Ơn thứ mười tình thương cao cả của mẹ cha thật nghe quá sâu dày. Phận làng con sớm mau đền trà vừa dưỡng nuôi vừa cá tu thân sống thời cung phụng ăn cần hát thời cầu đăng gửi thân liên đài. Sau cùng các tỳ kheo và đại chúng nên nhớ, nếu người nào có tâm hiếu đạo cho dù ở cách xa ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên ta. Còn nếu như người nào bất hiếu cho dù người đó có đứng hầu bên ta, nhưng ta vẫn xem họ cách xa ta ngàn dặm. Các người đâu? Xả tiền! Mỗi tên của những cung thủ thiện xạ đều không thể chạm vào thân Phật. Sợ vị tên độc không hại được ta, do chính lòng từ bi đã che chở cho ta đó. Đề bà Đạt Đa, quay đầu là bờ. Ông hãy trở về với tăng đoàn tiếp tục hành chánh pháp đi, chưa muộn đâu. Ê con, người hãy dừng lại. Người phải dừng lại chính là ông. Còn ta, tham sân si đã dừng từ lâu lắm rồi. Thế Tôn, Thế Tôn. Kế sách của thầy xem như đã bất thành rồi. Đó, thầy hãy nhìn xem. 30 tên cung thủ muôn phong phục tùng, chúng đã quỳ xuống với tâm chân thành, tất cả cùng nhau xin Đức Thế Tôn cho chúng quy y. Giết người không được lại nhận thêm phiền trượt, giờ thầy tính sao hãy tính cho mau. Hôm nay không chết ngày mai chẳng còn, vua đừng lo lắng đến chuyện Cù Đàm, chắc chắn rồi đây. Chỉ trong phút giây ông ấy ta thay. Điều tôi đang sợ đang lo hậu hoạn. Thầy lo sợ điều chi, cứ nói thật đi. Dầu ngày nay Dương Tử đã là vua, nhưng Tần Bà Sa La cha của ngài vẫn còn đó, vẫn với lòng tin nơi Phật Pháp, vẫn có mối liên hệ mật thiết với Thế Tôn.
bần tăng e. Không việc gì phải ngại, thầy đã giúp ta lên ngôi cửu ngũ, thì đối với thầy ta hết lòng tin tưởng. Nếu vậy thì xin đức vua hãy truyền lệnh giam thần bà Sa La vào ngục tức. Sao giam phụ hoàng ta vào ngục tức à? Người tu hành như thầy sao lại nỡ xuôi bảo con tệ bạc với cha như vậy? Tất cả chỉ vì dương tử thôi. Thầy hãy nói rõ hơn. Nếu để tần bà Sa La được tự do đi lại gặp gỡ Thế Tôn, trước sau gì Thế Tôn cũng bày mưu sắp kế để cho cựu dương chiếm lại nghe vàng, chừng đó dương tử có hối cũng không còn kịp nữa. Nhưng ta tất cả chỉ vì dương tử thôi. Có thể lắm ta phải giam lão ấy vào ngục thất thì nỗi lo này mới không còn nữa. Còn một điều này mà có lần bần tăng đã nói với ngài, giờ tôi xin nhắc lại. Về mối thù tiền kiếp giữa ta với phụ hoàng ta phải không? Đó, nhờ khổ công tu hành nên tôi đã nhìn thấy được tiền kiếp của ngài. Thầy bảo rằng tiền kiếp của ta là một tiên nhân, có đúng như vậy không? Và cách đây khoảng 19 năm, ngài tu tiên nơi rừng sâu núi thẳm, tưởng đâu thân phận đã yên, nào ngờ gặp phải ác duyên. Thầy đã bảo vì muốn có con trai nối nghiệp nên cha ta tìm đến vị tiên kia, cầu xin tiên ban phép màu linh nghiệm để hoàng hậu sanh hoàng nam quý tử. Nhưng lão thần tiên lại phán dạy rằng hãy chờ khi ông ta hết kiếp mãn phần duyên sao trở lại dương trần, ông sẽ làm con của tần bà Sa La. Vì muốn có con ngay phụ hoàng ta dùng kiếm giết người, người ấy là ta tiên nhân lúc bấy giờ, và cũng chính là dương tử ngày hôm nay. Thế là đã 19 năm, dương tử ngày nay vừa tròn 19 tuổi, do phẫn uất vì bị tần bà Sa La làm đoạn mạng, lúc cận tử nghiệp ngài nguyện kiếp này đầu thai làm con, ngài sẽ quyết lòng báo oán. Còn vấn đề này tôi đoán không lầm, nên theo chân đức vua và ông đến đây là kẻ tu hành, sao ông không giữ giới, cứ bày trò giả dối điêu ngoa? Mì và ta nàng không được nhiều lời. A Di Đà Phật. Bần tăng không muốn để lòng hơn thua với người thế tục. Tạm biệt Tân Dương. Miyata, nàng đến đây từ bao giờ và đã nghe gì không? Thiếp đã nghe tất cả. Đức Thế Tôn thường bảo rằng trên đời này mọi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân. Vì vậy chuyện chàng đối xử tệ bạc với phụ dương ắt hẳn phải có lý do gì sâu kín lắm. Nhiều lúc ta cũng tự hỏi lòng mình, tại sao ta thường có những hành xử với cha như một đứa con bất hiếu? Phải chăng lời của thầy Đề Bà Đạt Đa Đạt nói là điều có thật? Dầu cho điều đó là hoàn toàn có thật, nhưng thiếp cũng xin chàng hãy làm theo lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy, là nên hỷ xa từ bi quán thiên.
sân hận lại bừng cháy trong ta, mà không hiểu nguyên do gì lại xảy ra. Công ơn của hai đấng sanh thành, trọn kiếp này đây hiếu đạo ta hành. Cũng không làm sao ân đức kia mình trả được, vậy tiền kiếp có như thế nào là người ta nên trồng chữ hiếu ân. Để mai mai đây con của chúng ta nó giống cha nhân hậu. Ta sẽ có con, một đứa con sắp chào đời, chắc nó phải đẹp xinh giống mẹ, người mẹ tuyệt vời. Bijata, ta sẽ nghe lời của nàng, đối xử tốt với phụ vương của ta. Nếu để Tần Bà Sa La được tự do đi lại gặp gỡ Thế Tôn, trước sau gì Thế Tôn cũng bày mưu sắp kế để cho cựu vương chiếm lại nghe nhàng. Chừng đó dương tử có hối cũng không còn kịp nữa. Đúng rồi, ta phải truyền lệnh giam cha ta vào ngục thất ngay thôi. A Xà Thế chàng, cha ta đừng khuyên ta, đừng cản ta. Cấm vệ quân giam Tần Bà Sa La vào ngục thất. A Xà Thế, A Xà Thế. Đừng
khóc nữa hậu ơi, chỉ thêm đau lòng trầm. Con nghĩa con tình tuy dưa muối vậy mà ngon. Hậu à, chắc ngày nào hậu cũng gặp mặt con. A Xà Thế chắc nó vẫn vui và khỏe mạnh. Dương Nhi ơi, con còn nghe chân lời người cha bất hạnh, bị con giam cầm mà vẫn thương vẫn mến. Hậu có biết vì sao ở trong hoàn cảnh này mà tâm ta vẫn an lạc không? Vì người đã thấm nhuần lời dạy của Thế Tôn, kiếp nhân sinh như phù bình trôi nổi. Thật khổ hạnh làm sao khi cõi nhân gian nhiều ác được lẫn lộn trắng đen mà có Phật xa đời. Sinh lão bệnh tử Thế Tôn giảng dạy, khổ tập diệt đạo ngài đã bài khai. Thân bất tịnh tâm vô thường, pháp vô ngã nào sai. Tam pháp ân ấy chứng minh chánh đạo, chấm nhận đau khổ hôm nay phải chăng do trả nghiệp nhân tốt. Gieo gì thì trái theo đó mà sanh. Khi A Xà Thế truyền lệnh giam cầm bệ hạ, thiếp tưởng chừng như rời rã tâm can. Sau giây phút trí não bàng hoàng, thiếp chợt nghĩ lời Phật, chắc đây là nghiệp quả. Vừa rồi thiếp đã nghe bệ hạ cũng cho là như vậy. Theo bệ hạ, sự việc này là do nhân quả gì đấy? Hậu đã hỏi thì ta sẽ nói cho hậu nghe chuyện đã 19 năm qua. 19 năm trời lẫn lộn buồn vui, vui khi thấy Hoàng Nhi ra đời giữa cung vi. Buồn vì trăm đã lỡ lầm, làm một việc nghịch lại lý trời, nên nhân quả trong đời mới có như ngày hôm nay. Khẩn cầu đến một tiên nhân, vị tiên kia do thần thông quảng đại đã hộ trì thiếp của Hoàng Ni. Tần Bà Sa La, cho ngài bức tử ta, nên khi tái sanh làm con của ngươi, ta quyết hành hạ ngươi cho đến chết. Ái hậu có nghe gì không? Tiếng của tiên nhân bên tai ta âm ba còn vắng vắng. Đây chính là thiện ác đáo đầu chung hữu bao. Cao phi viễn tẩu già nan ta. Khi nghe tiếng nhân phá
lợi gia, rằng hãy chờ ngài tu tiên đắc đạo, khi sanh lại cõi đời ngài chính thật con ta. Lòng bảo lòng ngài ấy còn xa, trong khi ta lại muốn có con nối nghiệp. Lấy quyền vua ta ra lệnh truyền bức tử, khiến tiện nhân quốc hận lìa đời. Sau đó thiếp thần vô cùng sung sướng, vì đã nở nhụy khai hoa đúng thật hoàng nam. Thì ra A-xà-thế là tiên nhân ngày trước, đã 19 năm trời nay nhân quả là đây. Thì ra lời của thầy đề bà Đạt Đa đã nói với con là hoàn toàn có thật, và cái lý của Đức Phật về nhân quả cũng nào có sai. Nên mấy lâu nay cha bị giam cầm, như vậy là quyết định của con cũng không có lầm. Cũng không thấy trong lòng hối hận, ông Cù Đàm đã dạy rồi, nhân quả là đây. Hai người là đệ tử trung thành của Đức Phật, lẽ nào không nhìn ra sự thật. Vậy cha hãy chờ hình phạt nặng nề hơn. Nhưng Phật cũng đã hết lòng khuyên dạy, rằng quan gia không nên buộc, mà chúng ta cần nên dạy, lấy quán bao quán, quán còn mãi không thôi. Riêng ta không than vãn một lời, giờ con muốn gì cứ truyền lệnh ra đi. Tôi muốn ông chết mỏi chết mòn, bằng cách là không cho uống cho ăn. Quân nghe lệnh ta truyền. A-xà-thế xin chàng dừng ngay đi, nghe thiếp đây đôi lời tốt phân, đừng nên để tâm quay cuồng, tâm theo sân hận, tâm chìm trong u tối. Cấm ngăn đành sao, con đừng vì thân cha can gián, khi thêm tai ách luôn chực chờ, con về đi thôi. Thương quá dâu hiền ngoan, ngần ấy thấy lòng vui, ta hiểu rằng giờ con suối bờ, đâu hiểu từ nặng mang suốt đời. Ta quyết rồi lòng không đổi dời, ngay cả trời cũng không chuyển lời. Là phần dâu con khi nhìn phụ dương lễ tiếp cùng chan hòa, còn chàng là con mẹ sanh cha dưỡng, dù có như thế nào ân nghĩa ấy vẫn thâm sâu. Cứ sao chàng mãi làm cho bãi bể cha anh năm thì đã muôn. Sao nàng cứ theo chân ta nhiều lời lắm chuyện, dám cản ngăn vua tội ấy đáng rơi đầu. Đầu của thiếp đây, thiếp nào có tiếc, chỉ tiếc cho chồng hiếu đạo quên. Tội ngũ nghịch là tội gì? Nàng nói đi. Ấy là năm tội: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật xuất quyết, phá hòa hợp tăng. Được.
để xem A Xà Thế này có vào ngục A Tỳ không cho biết. Quân, kể từ hôm nay ta xuống lệnh không cho bất cứ ai đem cơm nước cho Cửu Dương nơi ngục thất. Kẻ nào trái lệnh, trừ di tam tộc. A Xà Thế. Trời thần, trời thần đã la thì lợi, hãy đạp đến Thế Tôn đi. Thần tượng sẽ lại đứng yên đó. Đạp đi, hãy đạp chết Bất Đạt Đa đi. Ta là thần tượng Na La Kỳ Lợi, ta không thể giết hại đấng đại từ đại bi được, bởi vì bậc ấy thật hiếm có trên đời. Nếu giết hại bậc ấy thì đời sau sẽ bị đọa vào đường ác. Kìa, tưởng thần lại quỳ trước Thế Tôn. Thật ra Thế Tôn có quyền lực gì mà khiến cho thần tượng đang say rượu mà biết phủ phục dưới chân ngài? Hỡi thiện tri thức của ta, có gì mong tỏ ra sợ hãi? Vừa rồi cũng do chính đức từ bi của ta đã khuất phục được con thần tượng Na La Kỳ Lợi, chứ thật ra Như Lai không có quyền lực gì cả. Tôi đã nhiều lần theo hãm hại Thế Tôn, sao Thế Tôn vẫn gọi tôi là thiện tri thức? Đề Bà Đạt Đa, ta thì lại cho rằng ông không có cái tâm gọi là hãm hại để ta cùng đường, mà chính ông đã giúp cho ta được mau thành Phật, vượt lên muôn loài. Vậy ông đúng là thiện tri thức của ta rồi. Không, ông chỉ nói mỉa mai thôi, chứ thật sự ông cũng hận ta vô cùng. Người sân hận là người trên tay cầm đuốc, gió ngược đuốc cầm ắt phải bị trái tay. Nhưng người phun nước bọt lên trời cao, trời cao không thấu mà bọt rơi xuống mặt mình. Lý lẽ của ông lúc nào cũng khiến cho người nghe êm tai và thán phục. Riêng Đề Bà Đạt Đa này thì khác. Tôi theo ông học Phật là vì muốn thỏa mãn việc tìm hiểu giáo lý của ông như thế nào, mà từ vô quan đến hạ người cùng đinh đều hướng về ông với tất cả tấm lòng ngưỡng mộ. Chứ thật ra cho đến bây giờ tôi vẫn cứ xem ông như kẻ thù không đội trời chung. Lúc còn tuổi thơ nơi triều nội, ở thành Ca Tỳ La Vệ, chúng ta đã từng tranh đấu cùng nhau. Ông còn nhớ không, ngày ấy chúng tôi đã bắn gãy cánh con thiên nga. Vậy mà giữa triều ca, Tịnh Phạn Vương bảo rằng con vật ấy là của ông. Thiên nga bị hại, ta cứu nó với tất cả tình thương. Nó luôn nhìn ta với đôi mắt vấn vương. Với thiên nga là kẻ thù, sao nó thuộc về ông? Còn nữa, trong cuộc tranh tài giành người đẹp da Vu Đà La, nếu không có Tất Đạt Đa thì thân xác ngọc ngà đã thuộc về ta. Ta cứu thiên nga vì lòng từ bi, ta có da Vu Đà La do lý nhân duyên hòa hợp. Ông thì lúc nào cũng lý nhân duyên nhân quả và hỷ xả từ bi. Được lắm, để xem hạnh từ bi hỷ xả có cứu nổi ông không. Trước đây tên độc không giết được ông, hôm nay voi thần cũng bị ông khuất phục. Thì ngày mai, đợi đấy, Đề Bà Đạt Đa này sẽ theo báo ông cho đến ngày mãn kiếp. Không thể lấy thù oán để diệt sân hận, chỉ có tâm từ mới dập tắt được lòng sân.
Bạch Đức Thế Tôn, quá khứ con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê hờn giận và ngủ si. Nại con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp và Tăng, nương tựa Phật có ở trong con. Xin nguyện cho mọi người mở tâm Bồ Đề thể nhận giác linh. Trong con là con cũng cầu xin tất cả mọi người trên thế gian này năm các pháp môn cùng lên đường chuyển qua. Tăng trong con về xin nguyện mọi người tư chung dựng xây. Bệ hạ, kìa, sao hậu lại giam vào đấy? A Xà Thế nó đã ngăn cấm rồi mà. Con nó chỉ cấm đem cơm nước cho bệ hạ thôi. Quân canh phòng vì nể nang thiếp là mẹ của vua, phần chúng nhìn thấy thiếp không mang theo trong mình vật gì cả, nên chúng cũng dễ dãi cho vào. Tội nghiệp cho hậu quá, đã vì ta mà hậu trăm phần vất vả. Cũng đâu bằng đức vua, từ một đấng quân vương cao cả bỗng chốc lại trở thành một tội nhân. Đã mấy ngày rồi không uống không ăn, chắc bệ hạ rất khổ đau cùng cực. À, có lúc trẫm tưởng chừng như mình kiệt sức, nhưng lạ làm sao nhìn về núi Linh Thú, nghĩ đến thân vàng của Phật, cẩm nhẹ nhàng an lạc biết bao. Bệ hạ, bệ hạ ơi, giáng bất đắc dĩ thiếp thần mới làm một việc, xem chừng như thất lễ với quân vương. Mặt ông thoa lên hai cánh tay này, bệ hạ tạm dùng để thay con. Này đây trầm khách
ghi. Cho đến vạn kiếp ngàn đời, uống mật ong hay trầm uống chữ thủy chung. Bệ hạ ơi, sống đồng kết đồng sàng, ta cũng nguyện đồng quách đồng quang. Hậu ơi, những giọt mật thay con từ đôi cánh tay của hầu, là những giọt thương yêu dấu, ta nghe hạnh phúc làm sao và nỗi khổ niềm đau như tan biến từ lâu rồi. Dẫu biết rằng mai mốt đây ta sẽ vĩnh biệt trần đời, xin quân vương đừng nói lời ly cách ấy. Quân vương chết rồi, thần thiếp sống với ai đây? Thiếp tin rằng con ta nó sẽ hồi tâm. Quân vương phải sống để cho thiếp hoạt nồng hấp lăng. Vợ chồng ta còn bên cạnh là phút giây ngắn ngủi trong đời. Sao hôm nay bệ hạ luôn nói toàn điềm gỡ, làm cho thần thiếp quá ngại luôn. Đời người giống như một con đò, vừa cập bến rồi lại vội vàng xa. Thời si mê u tối nên mới tâm cuồng trí loạn vô nhân. Nhưng cha của nó không buồn không giận, vẫn thương con thương đến trọn đời. Gió qua khung cửa gió lùa, tiếp nhìn bệ hạ mà chúa giác lòng. Tiến quân lệnh bắt cho được A Xà Thế vô nhân, kẻ chỉ biết ngai vương hiếu đạo không cần, nên phải họa chiến tranh máu lửa. Tiến quân, các người có nghe gì không? Tướng sĩ ba quân của nước Cầu Tát La kéo sang đây rần rần rộ rộ. Chúng bảo rằng nếu bắt được ta, chúng sẽ giết không tha. Thầy Đề Bà Đạt Đa đã biết được nguyên nhân xảy ra cớ sự. Chính vì vua Tần Bà Sa La chưa bỏ kiếp thành ma, và trên núi Linh Cứu kia còn có Tất Đạt Đa. Ông ấy đang với người trời giảng giải pháp hòa, thế nên vì trước tiên ta phải ra tay trừ mối họa, là giết chết Tần Bà Sa La dù ông ấy là cha. À Xà Thế ơi, có phải không con đã loạn đi cùng điên, nên mới thốt ra những lời vô đạo bất nhân? Dù những tháng ngày qua con đã bảo tàng sự tệ với cha, nhưng phụ vương con vẫn vui, vẫn cam lòng nhận chiêu, vẫn thường nhắc đến tên con bằng tất.
tất cả tình phụ tử thiên liêng. Hậu ơi, con nó đã không thương muốn giết ta thì ta chấp nhận. Cung cửa ơi, ngươi hãy giúp ta thêm vài giây tưởng niệm đến hình ảnh Đức Thế Tôn nơi núi Linh Thú uy nghiêm. Thì ra bấy lâu nay chính nhờ khung cửa vô tri kia mà ông có thể liên lạc với Thế Tôn bằng tâm tưởng, để hai người kết hợp nhau dùng tà thuật để hãm hại ta. Được rồi. Tôi không giết ông làm gì, chỉ để cho thiên hạ chê cười nguyền rủa. Tôi sẽ cắt cái gót chân của ông, xem ông có còn đi được đến khung cửa kia nhìn về núi Linh Thú hay không cho biết. Xem đây. Là do một ung trên đầu ngón tay của con đã làm cho con đau nhiều lắm phải không? Ồ, mẹ thương, mẹ thương, nín nín đi, a diễu đề của mẹ. Nín nín đi con. Thôi được rồi, để mẹ hát ru cho con nghe nha. Nhớ, mẹ hát là con không có khóc nữa nghe không? Kìa, con có thấy mấy ngàn lơ lửng, dường như là mây ngắm nhìn con. Quá, A Điểu Đề con trai của mẹ đã cười rồi. Ôi, nụ cười của con hồn nhiên trong sáng. Phải chăng đây là điềm lành báo trước, cha con sẽ sớm hồi tâm. Miyata ơi, ta đã về. Miyata ơi, chàng đã bình an trở về từ nơi chiến địa. Miyata ơi, thật lạ lùng làm sao, giữa lúc bọn giặc câu tắc la ồ ạt vượt qua sự truy cản quân ta để tiến vào thành nội, thì từ nơi núi Linh Thứ một trận cuồng phong nổi dậy đã làm cho lũ giặc khiếp vía kinh hồn. Lạ lùng lắm. Và chúng đã biết khôn lui binh thoát chạy. Nàng thông minh lắm. Đúng rồi, và ta có linh cảm rằng trận cuồng phong ấy chính là lực từ bi của Đức Thế Tôn. Ngài vì không muốn chúng sanh tạo ra chiến tranh đau khổ dập dồn nên mới biểu hiện thần thông cứu độ. Sao chàng không nghĩ đó là pháp thuật của Đề Bà Đạt Đa đã giúp chàng dẹp loạn? Đề Bà Đạt Đa, thầy ấy giờ không còn chỗ đứng trong lòng của ta nữa. Nàng có biết không, khi nghe có giặc, thầy ấy như con rùa rút cổ. Lúc ta báo tin chẳng lành, sau đó thầy lại ẩn tích biệt tâm, cho đến nay chưa thấy thầy ta trường mặt lộ hình. Nghe đâu Đức Thế Tôn vừa qua ngõ nạn, trên bàn chân bị đá nặng đè, máu đỏ tuôn rơi, sự việc rõ ràng làm xuất quyết thân Phật chính là Đề Bà Đạt Đa. Đó là một trong tội ngũ nghịch. Kẻ nào gây ra cảnh trạng thế này, sau khi chết phải vào ngục A Tỳ, quả báo phải đền chịu hình phạt gớm ghê. Có một điều đã làm cho ta thức tỉnh, dầu Thế Tôn bị hãm hại nhiều lần, nhưng với kẻ ác độc như Đề Bà Đạt Đa,
nụ cười, lòng từ bi tỏ ra vô lượng, không một mãi mãi oán ghét giận hờn. Thế Tôn đúng là vị Phật hiển tiền, đúng là sen trong bụng mà vẫn tỏ hương thơm. À Điệu Đề, mẹ nói chuyện với mẹ mà cha quên con trai cưng của cha. Sao vậy con? Lại nhõng nhẽo nữa phải không? Nín đi con, nín đi con, nín đi A Điệu Đề. Bây giờ ta làm thế nào đây? Làm thế nào cho con nó không còn khóc nữa? Nghe nó khóc mà ta dường như bị ai xé ruột xé gan. Nín đi, nín đi A Điệu Đề. Ô nín đi nha nha, nín đi con. A Xà Thế, chàng, chàng thật sự thương con lắm sao? Thương, ta thương con đến vô cùng vô tận. Nàng có biết không, ngay từ cái hôm A Điệu Đề vừa mới chào đời, vừa nhìn thấy mặt con là lòng ta bỗng nhiên vui mừng khôn xiết. Lần đầu tiên có con, ta mới biết tình phụ tử rất thâm sâu. À, con ta nó đã thôi khóc từ lâu, có phải chăng nó cũng đã hiểu tấm lòng của người cha thương con không út mực nào tả được. Nàng hãy xem, nó cười rồi kìa. Nó cười rồi, ta vui lắm, ta vui lắm, mi gia ta ơi. A Điệu Đề, con yêu của mẹ, mẹ hạnh phúc lắm con ơi. Mi gia ta, nàng khóc đâu phải không? Ta đã làm gì Phật ý đến nàng? Chàng ơi, đây không phải là những giọt nước mắt sầu đau buồn khổ, mà là nguồn hạnh phúc đang tươi tắm trong trái tim. Lần đầu hiến lộ ra, từ nơi lòng nước mắt tuôn ra, nước mắt mừng vui khôn tả phút giây này. Em nhớ trước đây đã có lần nghe lời của mẫu hồn, kể lại phụ dân cũng rất mực thương chàng. Không, ta không tin, không tin điều ấy có xảy ra. Nàng thất lòng hay dối gạt ta? Mi gia ta ơi, làm sao nàng hiểu được lòng này? Trên cánh tay em chàng cúi đầu, tưởng đâu tâm thức an nhiên, người yêu đã đi vào trong giấc ngủ. Bất chợt em nghe có tiếng thở dài như nỗi khổ niềm đau từ lâu hội tụ, vợ muốn được vợ tung ra cho vơi bớt nhân ô buồn. Em đã hiểu chàng ơi, em đã hiểu ngọn nguồn. Phải, ở trong ta có u buồn uất hận, nhưng tiếng thở dài điều ấy tuyệt nhiên không. Thôi thì em khuyên chàng hãy bình tâm,
để nghe em kể tiếp lời xưa của mẫu hầu. Ngày ấy phụ vương cầm lòng không đầu, trước tiên khóc là của đứa con mình. Người đã không gươm gây máu dơ mũ độc, dùng miệng mình hút sạch mọi thứ hôi tanh. Ông nhỏ lành đứa con vui sống, cha mỉm mỉm cười vì thương quá con tôi. Dạ, đứa con đó chính là... Là A Xà Thế, chồng của Thế bây giờ. Không, ta không tin. Ta không tin cha ta lại thương ta như vậy. Ta không tin. Ta không tin. Nhưng đó là câu chuyện hoàn toàn có thật. Dấu tích vẫn còn lưu ở ngón tay con. Đây nè, vết sẹo chưa phai, con hãy nhìn cho tường tận. Phải rồi, trên tay vết sẹo vẫn còn đây. Mẫu hậu, con biết không, chỉ khi nào cha dùng miệng mình ngậm ngón tay con thì con mới ngưng tiếng khóc. Vì vậy cha con phải ngậm hoài và nuốt vào lòng cả máu mủ hôi tanh. Như vậy là sao hả cha? Có phải vì tình thương của cha đối với con vô bờ vô bến? Có phải vì quá yêu quá mến con mình nên cha mẹ nào cũng dành mọi sự hy sinh? Tất cả chỉ vì tình thâm quyết nhục. Phải rồi, nếu không tận cùng thương mến thì ai dám nuốt cả máu mủ vào lòng. Trời ơi, vậy mà ta đáp lại sự yêu thương ấy bằng cách giam cha ta vào ngục, bắt cha chịu nhục hình không uống không ăn, lại còn cắt cả gót chân. Cha ơi, chắc cha đã chịu muôn ngàn đau khổ. Còn chuyện này đến bây giờ mẹ mới kể, kể để cho con thấy rằng cha con rất thương con. 19 năm trước, lúc con còn trong bào thai, mẹ còn bụng chưa già mang, có những điều khủng khiếp xảy ra. Mẹ thèm uống máu, máu phải từ bàn tay của cha con. Uống được máu rồi mẹ mới vui, vì muốn bảo vệ thai nhi nên cha con chấp nhận rạch đứt bàn tay cho máu đỏ tuôn dòng, nhằm giúp mẹ yên lòng. Lúc bấy giờ các nhà tiên tri họ bảo rằng do bởi thai nhi là kẻ thù chưa sinh phải giết cho rồi, mẹ quyết định nghe lời. Nhưng cha vì thương con sâu nặng nên ngừng bao lượt cán ngăn. Trời ơi, cha tôi thương tôi đến ngừng ấy hay sao? Quân, truyền thả cha ta ra lập tức.
y lệnh. A Xà Thế ơi, mẹ cảm ơn con, mẹ cảm ơn con. Mẹ phải đi báo tin mừng này cho cha con được biết. Lạy Đức Thế Tôn, hạnh từ bi của Ngài đã tưới tắm được những tâm hồn si dài. Cha ơi, cha ơi, con sẽ quỳ dưới chân cha mà tạ tội. Bất kiêu nhi đã biết lỗi tại trời. Từ đây cho đến hết cuộc đời, lời sám hối con quyền biến ra thành hành động. Dương Nhi, Dương Nhi ơi, phụ vương con đã băng mẫu hậu. Mẫu hậu vừa nói gì? Chết, cha tôi đã chết thật rồi sao? Ơi trời đất bằng đón rùa. Khi nhìn cửu quan nơi tử ngục, Bồ Tát thân rời thế tục, một bóng trời ơi hãy nổi lên đi trận cuồng phong. Địa ngục ơi hãy tạo gió giông để chôn vùi xác thân A Xà Thế. Tội của nó đáng bị chết không toàn thi thể. Nó đã làm cho đất nước Ba Kiệt Đà thành tảng thương dâu bể đau đớn. Lòng cha cổ sầu đời mẹ nói mấy cho dời kể mấy cho dạy ta vạn pháp vô thường. Mẹ ơi sao giờ đây thần thức con trao đảo, rối loạn tâm can trí não quay cuồng. Kia cha của tôi, cha tôi đã nào nhân từ hiền hậu, con đã biết lỗi rồi, lại cha hãy thứ tha. Tiếp sẽ đưa chàng đến lại Đức Thế Tôn, thành tâm xin người giải trừ tai anh. Chỉ có ăn năn tham sân si phủi sạch, Phật soi đường khổ nạn mới qua. Cha ơi, cha! Kinh Tô Bồ Nam Mô Nô Nai Kinh Chư Thế Ni Mô Bồ Bản Tô Sa Mi Sa Bồ. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, tiên sao động tinh hạ, địa cầu dường tỉnh thức, lòng đất bỗng nở hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bảo tháp điện chói lọi,
khắp trời Bồ Tát hiện tay Phật trong tay ta. Thế Tôn, ông không thể ngồi thản nhiên an lạc như vậy được. Trong khi lòng ta đang như thiêu như đốt, có phải ông đang hành phạt ta đó chăng? Không có đấng thiêng liêng nào giữ phần thưởng phạt cả. Mỗi dục vọng xấu xa là một nhân hư, khi phát ra hành động là một quả thối. Không, ta không phải là một nhân hư, cũng không là quả thối. Sở dĩ ta chưa được mọi người biết tới, vì trên đời này còn hình bóng của ông. Biết rằng mấy ngày trước đây ta lăn đá để giết ông, thế mà ông vẫn sống. Ta chỉ là chân ông chảy máu mà thôi. Tất Đạt Đa, ta nguyện rủa ông khỏi kẻ thù thiền kiếp. Lời ác mắng nhiếc, lấn hiếp khinh người, nếu làm như thế sanh thêm quán ghét. Nhịn tiếng thuận lời, tôn kính mọi người, xả bỏ quán ác, quán ghét tự diệt. Luận người ở đời, búa bén trong miệng, sở dĩ chém mình do lời nói ác. Ta không muốn nghe bất cứ những lời giáo lý gì của ông. Trên đời này nhất thiết phải chỉ có một trong hai. Nếu đã có Đề Bà Đạt Đa thì không thể có Thích Ca Hiển Diện. Tâm đầu muôn pháp, tâm chủ tạo tác, đem tâm ô nhiễm, nói năng hành động. Sự khổ theo nghiệp, như xe theo vật. Tâm đầu muôn pháp, tâm chủ tạo tác, đem tâm thanh tịnh, nói năng hành động. Sự vui theo nghiệp, như bóng theo hình. Vậy hôm nay ta giết ông để xem nghiệp dẫn ta đi đường nào biết. Sao toàn thân ta run rẩy? Đã mấy lần tiến lên mà thân Phật ta chẳng được đến gần. Tại sao vậy? Ngu đần tạo tác, chẳng năng tự giải. Quả theo tự thiêu, tội thành quả đốt. Ngu sống trong vọng, chẳng biết khổ đến. Đến khi quả lai mới biết chẳng lành. Đến khi quả lai mới biết chẳng lành. Bất Đạt Đa, ông phải xem thần lực của ta đi. Lại lúng sâu như thế này, cứu ta với, cứu ta với. Đề Bà Đạt Đa đã bị rơi vào địa ngục, thọ nhận một kiếp khổ hình. Tiếng nói này là tiếng nói của Thế Tôn. Thế Tôn ơi, tôi đã tin rồi. Chính Ngài là vị Phật. Khi rơi vào địa ngục, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm. Ngu si khờ dại, cứ đối nghịch với Ngài. Giờ biết lỗi rồi, xin sáng hối quy.
Phật từ bi cứu độ cho kẻ cuồng si. Đề Bà Đạt Đa ơi, ông chính là thiện tri thức của ta. Nếu không có ông thì ai chứng minh rằng Phật pháp nhiệm màu và ta không thể thực hiện lòng từ? Ta xuống thành Phật cũng nhờ ông. Theo lời của Thế Tôn chỉ dạy, sự hiện diện của ta cũng cần thiết cho Ngài. Bấy nhiêu thôi ta đã vui rồi, nỗi khổ theo đó liền tan. Lửa thiêu đốt địa ngục A Tỳ này không làm ta khổ sở nữa, và ngọn lửa ấy đã trở thành ngọn lửa vui tươi an lạc, vui tươi an lạc. Sao ta lang thang như thế này, như gió, như mây, không tìm ra nơi an định. Dương dân còn và bệnh rỉnh mãi không thôi. Người thân đâu, quyền quý danh vọng đâu rồi? Sao tất cả không một lời đưa tiền? Như cây ăn rễ sâu, dầu đốn vẫn mọc lại, luyến mến chẳng tận trừ, không lâu chịu khổ nữa. Tiếng nói của ai như nhắc nhở, thần thức ta nghe lại nhớ Thế Tôn. Dượng kia đã lìa cây, thoát rồi trở lại cây. Người đời xét đâu khác, ra tù lại vào tù. Kìa, ánh sáng diệu kỳ, ánh sáng từ bi đang soi rọi vào tâm thức cuồng sĩ. Ta chợt tỉnh và biết rằng mình còn tham ai. Thế Tôn ơi, trước đây Ngài thường răng dài, bảo quán hạnh, hạnh ấy thâm sâu. Từng chữ từng câu con ghi khắc trong lòng khi gặp khổ đau. Mình tự nhủ khuyên mình, kiếp rồi không tu hành tâm hạnh buông lung. Thương ghét thương gây tội khôn cùng, nay tuy nghiệp dữ đoạn trừ, nhưng trái ác đã có từ lâu. Duyên đủ duyên rồi, có khổ cùng đành cam. Nên có chết vì con,
lòng vẫn vui không oán không hờn. Lạnh thay ta ngợi khen ông đã rõ thông luật nhân quả nên mới vui mà nhẫn chịu mượn quán hành đạo hành ấy tuyệt vời. Được quả tu đà hoàng chỉ còn 7 lần trở lại thế gian. Các người ơi, các người có nghe không? Báo quán hạnh là gặp khổ không buồn, nhẫn nhục cam chịu, không hờn trời trách đất, mượn quán để hành đạo. Nhờ thực hiện theo hạnh này mà ta đã chứng quả tu đà hoàng. Ôi vui thay, vui thay. Chẳng phải chết là hết, tội phước mất đâu, tự làm chịu sướng khổ, thân chết thần chẳng ra. Các người có phản ta chăng? Có đem ta giao nạp cho kẻ thù chăng? Tại sao trong đại chúng gần 1250 vị mà lại tĩnh lặng như thế này? Nào có ai phản bội chàng đâu, ấy chẳng qua vì chàng còn trong cơn hoảng loạn. Hãy để cho tâm chàng yên tĩnh như nơi này yên tĩnh, nơi Đức Phật đang ngự. Hả? Đức Thế Tôn đang ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ngài đang ngồi giữa một thân cây, giữa đại chúng đây này. Con đầu thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn từ bi cứu độ cho chồng con, người đã thực tâm sám hối. Tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tỉnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thật là chân sám hối. Chân thật thầy giáo pháp của Như Lai không lẫn lộn trắng đen, mà bất cứ ai nghe qua cũng đều cảm nhận. Tội từ tâm sanh thì cũng phải từ nơi tâm sanh. Bấy lâu nay do gì sĩ mê u tối, giờ được nghe lời giảng của Thế Tôn chỉ đường dẫn lối. Từ tâm con dâng lên lòng ăn năn sám hối chân thành. Con quỳ xuống đây xin cúi đầu đảnh lễ, nguyện quy y từ nay quay về nơi ngài nương tựa, và hứa trọn đời con bảo hộ Phật pháp tăng. Mẫu hậu cũng đang tràn ngập hân hoan khi đứa con thân yêu đã không còn tâm tánh như xưa. Vì bấy lâu nay nghe kẻ tà gian mà nhất thời con lầm lạc, chứ thật ra con của mẹ tự tánh vốn hiền lương, nào có mất đâu. Nhưng mẹ
là sâu nặng. Còn phải làm sao đây khi tay đã chót nhúng chạm? Thấy có tội tình, ấy là vì ta vẫn còn u mê. Tánh vốn không muốn pháp tay đều như vậy. Nếu thấu được lẽ này thì bao nghiệp chướng sẽ tiêu tan. Muôn pháp đều không tự tánh, tội không gốc rễ đâu cả. Lại Phật, hiểu được lý này, tâm con bỗng nhiên rỗng rang an lạc, và con tưởng như mình vừa ra khỏi địa ngục A Tỳ. Thế mới biết ba cội sáu đường đều ở trong tâm của mọi người. Tham là cội dục, sân là cội sắc, si là cội vô sắc. Giữ năm giới sanh nẻo người, tu thập thiện sanh nẻo trời. Mê chấp hữu di tinh tà, mong phước chưa thoát cõi si, sanh về nẻo A Tu La. Nghiệp tham nặng sanh thành quỷ đói, sân nặng vào địa ngục, si nặng rơi vào nẻo súc sanh. Tất cả nghiệp khổ đều do tâm mình sanh, nên cần nhiếp tâm, lìa hết tà ác là mọi nỗi khổ của ba cõi sáu đường luân hồi đều tự nhiên tan hết, tức được giải thoát. Kể từ đây chúng con nguyện quy y Phật, hãy quay về với Phật tự tâm. Phật ở trong tâm như trầm hương ở trong cây, phiền não nếu hết thì Phật theo tâm ra, vỏ mục nếu hết thì hương theo cây ra. Mới biết ngoài cây không có hương, ngoài tâm không có Phật. Nếu ngoài cây có hương, ấy tức là hương ngoài của cây khác. Nếu ngoài tâm có Phật, ấy tức là Phật ngoài của ai khác. Hỡi vua trời, hỡi các vị thiên tử, Long Dương, Khẩn Na La Dương, Càng Thác Bà, A Tu La, Ca Lâu La cùng nam nữ khất sĩ. Hỡi đại chúng, mục đích xuất hiện của các vị Phật trên cõi đời này nhằm đại sự nhân duyên là để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, nghĩa là để mở ra chỉ cho người ta thấy được cái tri kiến ấy, cuối cùng là chứng nghiệm được cái tri kiến ấy. Trong cõi Phật mười phương chỉ có nhất thừa pháp, không có hai, không có ba, trừ khi Phật dùng phương tiện thuyết. Tâm là nguồn của mọi pháp lành, tâm là chủ muôn công đức. Niết bàn thường vui do tâm mà ra, ba cõi lăn lóc cũng theo tâm mà dậy. Tâm là cửa, là ngõ của đạo xuất thế. Tâm là bến, là ải của đạo giải thoát. Cửa ngõ đã biết, há lo khó vào. Bến ải đã rõ, há ngại chẳng thông. Và kịch bản sửa đổi của vua A Tà Thế đến đây chấm dứt. Chúng con xin kính mời thầy Đại Đức Đức An Bình phát biểu cùng để bế mạc chương trình tối đêm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị em, văn nghệ sĩ đoàn cải lương Thanh Nga vừa trình bày thật xuất sắc với vở cải lương Thái Tử A Xà Thế. Với cái lương này thật vô cùng ý nghĩa đến mùa Vu Lan báo hiếu. Và cũng thay mặt ban tổ chức cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý nam nữ Phật tử đã nhiệt tâm, nhiệt tình thưởng thức trọn vẹn vào cái lương này. Xin một lần nữa kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Và giờ đây
Ban tổ chức có những lẫn qua tư thấm xin gửi tặng đến các cô chú, anh chị em văn nghệ sĩ. Xin quý vị quan hỷ nhận cho. Dạ. Yeah. Người vui lúc con thơ ngoan hiền, người thương lúc con thơ học hành. Tình cha mấy ai nào biết đâu, ngày lặng lẽ qua biết bao êm đềm bên tình của cha. Mùi mùi xót xa nhớ xưa dại khờ, vô tình lãng quên. Người vì hạnh phúc con đắng cay muôn phần, chẳng than oán chi, trọn đời nhớ ơn, chắp tay lạy người, cha kính yêu ơi. Yeah.